Số mấy anh ơi? 16 không? 83. Ông chủ 57, 83. Việt kèo, Việt kèo. Vậy ai kêu? Ai đồ lại la cạch ca nha. Đã bên má lại. Hello, xin chào. Vị số đóng nè. Bán dây số dò. Bà có chơi đề không? Ngày trời nào cũng với dò không vậy? Số bà bán chơi đề mà chơi đợi. Trời, mẹ trời ơi. Trời ơi, có chơi đề không? Mình xin giấy dò hoài vậy. Kêu tôi mua giấy số mở hàng. Rồi không cho anh ta dò. Mua giấy số là phải dò chứ. Để mua bà hai tờ đi. Trời ơi, mở hàng gì kỳ vậy? Giờ đi nhậu rồi đó hả? Đi qua bên đám ma mời rồi. Vậy ông 73 tiền. Không. Kệ đi qua bên đám ma bán đi. Khoan từ từ. Giờ lấy ba con rồi được không? Xé ra. Không. Rút lấy luôn đi ba. Trời ơi. Đang rút nè. 44 ngàn. Trời ơi. Khổ ghê á. Bà bán giấy số rồi bà giang hồn. Hả? Lấy cái giang hồn đó. Ảnh chơi đỉ mới về á. Treo lên đây cõi ăn. Cõi cụ bà ăn bánh mì dán nữa. Bà vô duyên quá. Ăn bánh mì đi trước. Chưa, không có đổi. Anh Việt Kiều số không? 73. Trời ơi. 73 số gì vậy? Tiền. Cho tiền anh. Con ông đẹp trai chơi không? 47 con heo, 96 con ông, 5 con cọp, 47 heo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tờ. 5 tờ đúng không? Có đếm lại không? Rồi. Hết cọc này 5 tờ không đếm lại đúng không? Đếm, cái đó mười mấy tờ đó. Có đếm 5 tờ, đếm mười mấy tờ. 1, 2, trời ơi liều mạng, 3. 4, 5, 6, 7, 8, từ từ đi. Trời ơi, 8 từ. Nè, 06 cọp, 5 con cọp, 87 con heo. Chợ đốc cũng heo, 47, 87. Cho mượn đi. Mới mùng 1, ta cũng heo á. Mai có cũng heo không? Mai có cũng heo ông Quang nè. Mới ăn chay. Mùng 1, mốt mới ăn heo. Mua số này được không? Mai mua số này được không? Bảy tám địa tuổi má con chết á. Má con chết từ mấy năm rồi đó. 78 á. Năm tờ sáng. Lấy năm tờ vậy chứ. Trời ơi. Có mời không mời em gái mua à? Mấy tờ quên rồi bà Việt Kiều. Bà Việt Kiều ra có mua kìa. Mua đi. À, lấy hết này nha, đếm đi, đếm lại đi. 102, hỏi đếm biết rồi. Cái này 5 tờ 55 ngàn. 55 ngàn, khổ lại 5 ngàn. À, 102 nè. 102, khổ lại bao nhiêu? Không có khối. Hỏi nhiêu? Không có khối. Bà mấy tờ? Dạ, 8 tờ. Nè. Khối lại 102. 8, nói vậy nữa bà. Cảm ơn nha, cảm ơn. Về ra kia lấy tiền chứ. Đâu? Lấy mẹ có vàng đó, mua cho mẹ chứ, lấy tiền. Đi coi qua bên kia bán rồi chứ. Đi qua đám ma bán mấy tờ. Qua đám ma bán nha mọi người. Đây chứ phá giới nha, qua đám nha bán. Theo trai rồi, theo mày á. Nhưng mà qua đám ma người ta đâu có cho quay phim đâu. Sao giờ? Hả? Sao giờ ai biết nó cho quay mà. Số mấy anh ơi? 10 số không? 83. Ông chủ.
57, 83. Nhỏ chưa lấy giờ. Nhỏ sinh năm 95. Nhớ gì mấy chị mình có trang có mít gì vậy cùng sao nhớ. Tám ba sáu bảy. Ai vô mất đai luôn. Chạy bàn hết bệnh đi bạn. Công ty đây chưa có về. Có giờ đi vô trong toilet hả chứ? Chỗ không? Có ăn thiếu không? Không. Hai mươi hai ngàn. Chỗ không chị đẹp ơi. Rồi. Mỗi kiếm mà mỗi số làm gì? Rồi, mỗi số kiếm còn cây sông đưa mà đưa còn này, sao nhiều vậy? 26. 83 đám ma ở bệnh. Lấy số đó lên. Dần mặt của ta. 14 con mèo đám ma bệnh lấy rồi 83 cày thiên. 71 con cu đen. Nước là dầu. Rồi. À, mua mấy số này. Mua cho mấy số này đúng không? 83 đó bệnh đám ma đó. Ông bữa mà mà giật. Không. Có nè. Anh thích bướm đó kìa, đưa bướm cho ảnh kìa. Lấy trong bộ cáo đi. Con bướm nè. Trời ơi, ấy số mà quăng quăng này không. Nó mới hên. Này. Sao hả? Bốn con có dùng gì đâu mà. Ủa, áo gì chứ chứ. Ba ly rồi đó. Mà người có đưa dâu cái con lửa không? Hai dâu. Giờ lỡ lấy nhiều quá không đưa tiền trả thì chứ. Hiếu rồi chứ ơi, bữa nào ghé trả nha. Được không? Nè con bướm nè. Bây giờ hiếu bữa nào ghé trả được không? Không. Rồi. Số bán lời cũng ngàn mấy tờ. Có mấy kia nói với tính hiếu. Nói nghe mấy tờ. 1, 2, 3, 4, 5. 55 ngàn. Thôi 450 phải không? 500 cũng được. Rồi thôi, vậy hả? Cần tin quá à. Rồi để sẵn rồi à. Rồi, đi dính 200 này chứ bà. Dính thế thì cái này bao nhiêu tờ? Mua như đây á. Xong mua hết cọc. Rồi, hết mua như đây rồi. 2. Anh có 4, bán số cho trả góp nữa đó. 6. 8. Mới đi chơi đẩy về đó. 101. Cái gì? Nó mới đi chơi đẩy về. 10 ngàn nha. Thôi không có đâu má. Góp xà 10 ngàn. Không đưa đại đi mắc đáy rồi đó. Ok. Đáy, đi đáy. Ra ngoài đi, ta đi đáy vô còn quay nữa. Đi ra. Vô lùa hai gần đó được mấy lóc đây không? Lùa nó vậy á, ngồi đó đi đi ông chi có đi đái mà. Trời con vô ông chổng quay vậy.